phòng đặc biệt của thủ đô, một nguồn cảm hứng vang vọng và nhớ thương cho cả những người dân ở đây trong khu cách phương xa. Mỗi độ thu về, Hà Nội trở nên tươi và phong phú hơn bao giờ hết. Và những công việc này có thể bắt gặp bất kỳ một nơi nào khác. Đó là thông điệp trong tâm trí những người yêu Hà Nội.